Chào các bạn nhé. Hôm nay thì tiện công việc thì tôi qua làm cái clip. Đây là quay cái đôn chậu ly. Nhưng mà cái đôn này là quay một lô cho anh bạn anh kê vào chân những cái chậu to để cái cảnh chậu bốn chân đấy, chậu chân quỳ ấy, hay là chậu chạm trổ đấy, để anh kê lên làm đôn. Đôn bẻ khay vuông đấy. Thì tiện đây tôi quay cho anh em. Nếu mà có yêu mến cái bonsai, cái cảnh muốn làm chậu thì ta thiết kế ta quay thôi. Đây là công đoạn cuối. Nhưng mà tôi quay công đoạn cuối này xong rồi ta lại quay công đoạn đầu nữa nè, cho anh em xem. Bây giờ mới nhớ. Đây là độ xi măng tinh nhé, xi măng tinh. Nhưng mà anh em cứ để ý xem là quay lấy dùng thôi, hay là thích kinh doanh cũng được, thích làm để thêm thắp đồng mắm đồng muối cũng được. Nếu mà có tài hơn, có tài năng cao ấy, cái này mà xuất chúng ấy. Nhiều người ta làm kinh doanh lớn ấy. Nhưng mà tôi làm vô vẩn thôi. Thích thì quay mấy cái chơi, anh em nào bảo thì làm thế thôi, không có. Tất cả những cái này là hoàn toàn làm lấy, không mua bất cứ một cái gì, chỉ mua xi măng với cát thôi. Còn bộ khuôn này là tự làm lấy nha. Anh em thấy cái mẫu nào chậu quay ấy mà đẹp ấy, chụp màn hình ra điện thoại ấy, xong là phóng lên kích thước, mình tính với tỷ lệ là 10 phân trên 1 phân trên màn hình điện thoại. Thế là ta vẽ ra giấy là ta cắt là ta quay được thôi, là ta làm được thôi, không có gì cả. Mình hình dung cái chậu đấy cao 50 phân thì mình phóng cái điện thoại trên màn hình cái khua cái chậu đấy lên 5 phân đấy, xong là tính tỷ lệ như thế, xong là ta vẽ ra giấy là ta là làm khua khuôn thôi. Nó cũng không phức tạp nữa. Đây nó hơi cát nó không hút kịp, vì những cái này là cái này nó rất nhỏ nhé. Cái này nó chỉ là đường kính độ 18-19 thôi, cho nên nó hút hơi lâu. Cho nên là chúng ta quay là chúng ta cố gắng chờ đợi một tí để cho nó ráo, chứ đừng có cố quay là nó sệ nhé. Mặc dù nó hút không kịp nhưng mà những cái chỗ mà nó khô ấy, quay nó rít vẫn cứ phải bổ sung nước thì nó mới quay nó mới đi, chứ không là nó ấy đấy, là khi mà nó kẹt nó chập là quay là vỡ đấy nhá. Đoạn cuối này là quay rất khó, nó khó hơn chút. Khi quay xi tinh phải rửa sạch cát nhé. Những cái bát này múc vữa xong là phải rửa sạch, đừng để nó dính cát vào trong ấy nhé, vào trong xi tinh nhé, hạn chế tối đa. Mặc dù nó vẫn còn nhưng mà nó sẽ hạn chế trên 90% là không có cát thì chúng ta mới quay được, không có cát thì có thể nó xước. Để vét những cái vữa này, cái vữa thừa ở khuôn này là nó hay dính cát này, vét nó trôi xuống dưới cùng. Đó.
cái cuối này, cái đoạn cuối này cứ bình tĩnh thôi, đừng có vội, nóng vội cái này không làm được đâu nhá. Mớm mớm cái vữa này vào, cho nó vào cái đường chỉ dưới cùng này cho đầy lên, những cái chỗ nào chỉ nó không đầy cố gắng quay cho nó đầy lên, xong là nó méo mó nhé. Đoạn cuối này thì nó cũng khó hơn một chút thôi. Đây bột xi tinh quay loãng thế này này. Cứ chụp màn hình là cứ đo tỷ lệ như thế là khuôn nam cũng làm được, nếu mà nhìn thấy đúng là đấy là chậu quay họ quay được là mình cũng có thể là làm mẫu giống, không tuyệt đối nhưng mà cũng phải được chín mấy phần trăm. Chúng ta đã thấy đạt yêu cầu rồi, là giờ chúng ta thôi quay nữa. Đấy. Thôi tôi chỉ quay thế này thôi. Đó, thế là gọi là đạt yêu cầu đấy. Cái này buộc vào đây xong dỡ ra để tháo khuôn là dễ nhá. Dùng cái dây. Chỗ nhức khuôn này bao giờ nó cũng có cái hầm nhé. Thì chúng ta lấy cái bay rửa sạch đi, xong lấy những cái vữa này đi. Chỗ nào nó thiếu thì mà niết nó vào. Đắp những cái chỉ này vào. Xong khi mà tầm độ 4 tiếng sau hay 3 tiếng sau nhé. Nó ráo thì bắt đầu chúng ta lấy chổi chổi cọ chúng ta phất. Đấy, nhìn cái bên này phất đây, nó không được tuyệt đối nhưng mà nó có thể nó cũng được được 80%. Chổi phất nó đi nó nhặn. Cắt xung quanh. Cắt chân dép.
rớt lại hót vào cái vữa cát đấy, mà để quay cái chậu cái sau nhé. Đồ quay nó chỉ có đơn giản thế thôi, cách làm đồ quay như thế. Còn cái đồ quay này nó chỉ có đổ một cái đế xi măng tròn, để cái lỗ đóng cái cọc vào lên cao 50 phân, cái cọc ngang ấy. Nếu muốn quay chậu to thì cho rộng ra một tí, quay chậu 1 mét thì chúng ta phải để tầm độ cây ngang này phải để tầm 6-70 hoặc 80. Còn nếu quay chậu nhỏ thì làm 5-60 cho cần nó vừa thôi, nó đúng tầm, đừng dài quá mà nó yếu cần nó long lanh nhé. Khi quay xong chúng ta vệ sinh qua, vệ sinh cái khuôn này đi để cho hết cái tinh này đi, trong để quay chậu sau cho cát nó phải dính cọ những cái ốc này đi này. Để đoạn xi nó đỡ bám vào đấy, đoạn tháo ốc cho nó dễ nhé, không nó két nay mai là không tháo ra nó vất vả. Nó có những cái chi tiết đơn giản như thế thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta mà thao tác không đủ thì chúng ta làm nó rất khó. Những cái ốc này khi mà xi nó bám vào 1-2 ngày rồi chúng ta không cọ thì đoạn này mai chúng ta tháo ra rất vất vả, mà phải vứt đi, phải cắt vứt đi. Thì mỗi lần xong chúng ta cọ nó đi cái, nó không có lần lâu lần mới. Để chúng ta làm cái mới, để chúng ta quay sang cái khác, tháo nắp khuôn nó sạch sẽ. Đây cách nắp khuôn mới, khuôn này. Cách nắp khuôn này. Đây. Thế thôi, chúng ta lại lắp vào quy trình lại như thế. Cứ thế là chúng ta lại tiếp tục quay mới. Dưới ra tôi để cái ấy nhé, bên dưới tôi để cái gỗ nhé, để cố định nhé, để cái gỗ cố định để cho cái chân này nó không chạy. Nếu mình để xuống nền cứng nó có thể nó chạy, hoặc để xuống nền mềm có thể nó lún nó quay không được đâu. Nó cố định, nó quay mà nó ở một cỡ đó. Nắp khuôn quay cát này, xe đâu à? Vừa phải ra, không cần chặt lắm, để tháo ra cho dễ. Nếu cắt khô chúng ta tưới nước thêm nhé, nếu cắt ẩm mà đắp có thể đắp được trụ ấy thì không phải tưới nước. Còn nếu mà cảm thấy nó khô ấy, đắp nó khó ấy, cho thêm nước vào nhé, cho nước sạch nhé, cho nước sạch cho nó khỏi bẩn cát và nó hút nhanh. Đoạn này mai nó hút vữa nó nhanh, cái cát ăn nước bẩn là nó thành cái đống cát, là nó không có độ thoáng nữa. Nó làm cho cái trụ cát này không có độ thoát nước, thì đến lúc quay chậu nó lâu nước. Đây là chúng ta đắp vào qua đấy, chúng ta chỗ nào thiếu thì chúng ta lém nó rồi, núp cái cát ở bên dưới này lém nó rồi.
chỗ nào nó dày chúng ta cạo bớt tay xong mới quay, không có đổ cả cả cục cát này nhé, đổ cả trụ cát này. Chúng ta quay trụ cáp xong, chúng ta san cái xung quanh này cho nó phẳng ra nhé, để lại mai chúng ta xúc cái chân dết nó không bị lộn lên cát nhiều nhé, làm nó phẳng ra, xúc mai mai xúc cái chân dết này nó dễ này. Đó, nó gọn gàng này, tạo cái độ phẳng cho nó để nó mình đặt cái bay giống mình tháo khuôn cho dễ nhé. Tháo khuôn cát ra. Quay thôi, vữa thì chúng ta cho cắt thành, nếu mà hàng bé có thể là chúng ta cho nhiều xi lên, còn nếu không thì cho khoảng độ 2 cắt 1 xi, còn không thì phải cắt 1 xi thêm được, tùy theo đồ, đồ càng bé thì nó cần phải càng nhiều xi nhé, còn tỷ lệ ít tối đa thì chỉ được là 2 cắt 1 xi thôi, ít quá là nó chất lượng rất kém. Đổ đầu tiên một vòng bên dưới này nhé, cho cái đậu cấu kết của cái miệng này nó được không bị lộn xộn. Thì nếu chúng ta đổ bên dưới trên xuống là khi nó lăn vữa xuống là nó lộn xộn, là nó cái miệng nó không tốt, nó không đẹp. Xong cái đổ bên trên nhé. Khi lật lên cái miệng bên dưới bao giờ nó cũng có một lượt vữa cấu kết được tốt hơn, không nó lăn xuống, là đổ trên là nó lăn xuống là xong, nó cấu kết nó không tốt nhé. Để cái dây này, dùng một cái đoạn dây này quấn mấy vòng bên trên này để cho nó chống sệ nhé. Vì những cái hàng bé này thì ai phải đang có ai phải làm, nếu không là nó sẽ bị sợ. Cái dây này cho vào nó không bao giờ nó bị ham. Cho nên là khi nó kém chất lượng, nó đất hay là hỏng thì cái xi măng lúc đấy nó đủ tuổi, cái cực kỳ cứng rồi. Còn nếu chúng ta cho sắt vào có thể nó dẫn đến nổ, xong là cái sắt nó ham có thể dẫn đến nổ nhé. Cái này không phải là cốt mà cái này chỉ là chống, chống sệ thôi, để cho chúng ta quay thôi. Thì đây không phải là làm ăn gian lận mà cái độ cao này, độ cao của nó so với cái độ to ấy, nó cũng cân xứng thì rõ ràng là chúng ta phải bổ sung thêm, không nó sệ không làm được. Coi như nó một lượt ở bên trong nó chống sệ, khi chúng ta quay mà nhớ hơi rít vào cái nó có đổ luôn cả cái trụ cát này,
chúng ta phải cho nó vào thôi. Còn những cái chậu bé mà nó có độ khum cân đối ấy, thì nó không đổ được thì chúng ta không cần phải cho. Lúc đấy thì những cái to thì cần phải cho cốt sắt hay cốt nhôm, hoặc có thể quay không cũng được. Cát tốt xi tốt thì quay không cũng được. Anh em nào mà đam mê thì nghiên cứu làm nó cho cái cuộc chơi nó chi phí nó bớt đi thì nó đỡ tốn kém. Thì nếu mà kinh tế khá thì không sao, nhưng nếu kinh tế yếu thì không thể chơi được, mà chưa có tiền mua cây xấu mà đặt đậu chậu mua đẹp quá thì nó cũng tốn kém. Đặt những cái hàng này nó rẻ hơn những cái hàng đổ khuôn composite rất nhiều. Nếu như một cái chậu composite mà đổ bằng cái này thôi, như nếu đổ bằng chậu composite thì nó phải có từ 200 đến 300, nó dao động cái mức đấy. Còn như cái hàng xi măng này mà quay này thì nó rất rẻ, nó chỉ rơi vào mấy chục một sản phẩm này thôi. Cho nên là nó có thể ít tiền chỉ bằng 1/3 thôi nhá. Anh em nào có nhu cầu làm hay có nhu cầu mua, có nhu cầu quay liên quan đến cây chậu thì có thể là comment trao đổi với tôi sẽ hướng dẫn, hoặc là tôi sẽ làm cho. Chúng ta cứ đổ lần lượt như thế, xong bao giờ nó đầy khuôn như lúc bắt đầu mà quay kết thúc ấy là chúng ta quay xi tinh thôi là xong thôi. Hơi nhiều nước, nó hơi nhão, phải cho thêm cái cát vào.